Báo Indonesia dự đoán điều chẳng lành cho huấn luyện viên Trussi sau SEA Games 32. Tờ Bola Sport cho rằng, huấn luyện viên Trussi có khả năng bị sa thải sau khi cùng đội U22 Việt Nam để thua tại bán kết SEA Games 32. Dù trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 đã diễn ra từ hôm 13 tháng 5 nhưng dư âm về màn đọ sức đó vẫn còn rất nóng. Mới đây, tờ báo hàng đầu Indonesia là Bola Sport bất ngờ cho rằng huấn luyện viên Trussi có khả năng sẽ bị sa thải sau khi trở về từ SEA Games 32. Huấn luyện viên Trussi từng bị sa thải vì Indonesia và vị chiến lược gia này thêm một lần đối mặt với nguy cơ tương tự sau thất bại đau đớn của U22 Việt Nam. Tờ báo xứ Vạn Đảo cho hay. Trước đó, huấn luyện viên Trussi từng bị Qatar cách chức ngay sau trận thua Indonesia 1-2 tại lượt đầu vòng bảng ASEAN Cup 2004 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tờ Bola Sport cho rằng, sau thất bại trước U22 Indonesia, trên các trang mạng xã hội của Việt Nam, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Trussi. Bên cạnh đó, các thông số của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 cũng không ấn tượng khi ghi 10 bàn nhưng cũng có tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng. Lần gần nhất, những chiến binh sao vàng để thủng lưới nhiều như vậy tại một kỳ SEA Games đã cách đây 12 năm. Tại SEA Games 2011, U23 Việt Nam cũng được dẫn bắt bởi một nhà cầm quân ngoại là ông Franco Goes. Ngay sau thất bại trong trận tranh huy chương đồng với Myanmar, vì chiến lược gia này cũng bị VFF sa thải. Theo lịch, ngày 16 tháng 5, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar. Đội để thua Thái Lan tại bán kết.